Mình chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh Lido Sài Gòn Trong chương trình Thực sự Thế giới ngày hôm nay gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây Đức Giáo Hoàng nói cấp vũ khí cho Ukraine tự vệ là chính đáng về mặt đạo đức Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi Nga rơi nhà máy Zaporizhia Bị xuống tay với 24 cá nhân, tổ chức Nga, có lập Moscow hơn nữa về mặt tài chính Cảnh sát Ukraine phát hiện bộ tập thể hơn 440 thi thể tại Izium. Ukraine mở một cuộc tấn công bất ngờ trong đêm vào thị trấn biên giới của Nga. Còn ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Đức Giáo Hoàng nói cấp vũ khí cho Ukraine tự vệ là chính đáng về mặt đạo đức. Kính thưa quý vị khán thính giả của Lido Sài Gòn, Đức Giáo Hoàng Francisco hôm thứ Năm ngày 15 tháng 9 cho biết rằng Việc các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine là chính đáng về mặt đạo đức để giúp nước này tự vệ trước sự xâm lược của Nga. Phát biểu với các phóng viên trên chiếc máy bay trở về sau chuyến đi kéo dài 3 ngày tới Karakastan, Đức Giáo Hoàng Francisco kêu gọi Kiev cởi mở các cuộc đối thoại cuối cùng, mặc dù điều đó có thể khó chịu vì điều này sẽ gây khó khăn cho phía Ukraine. Thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine do Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2 đã cung cấp bối cảnh cho chuyến thăm của giáo hoàng tới Kazakhstan, nơi ông tham dự một đại hội của các nhà lãnh đạo tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới. Trong một cuộc họp kéo dài 45 phút trên không, một phóng viên đã hỏi Đức Giáo Hoàng rằng liệu việc các nước đã gửi vũ khí đến Ukraine có hợp lý về mặt đạo đức hay không? Đức Giáo Hoàng đã nói đây là một quyết định chính trị có thể chấp nhận được về mặt đạo đức nếu nó được thực hiện theo các điều kiện của đạo đức. Đức Giáo Hoàng giải thích các nguyên tắc về chiến tranh chính nghĩa của Giáo hội Công giáo La Mã cho phép sử dụng tỷ lệ vũ khí sát thương để tự vệ chống lại một quốc gia xâm lược. Đức Giáo Hoàng cho hay, tự vệ không chỉ là chính đáng mà còn là biểu hiện của tình yêu thương quê hương đất nước. Ai mà không tự bảo vệ mình, không bảo vệ cái gì thì không yêu cái đó. Những người bảo vệ cái gì thì chính là yêu cái đó. Giải thích về sự khác biệt giữa việc cung cấp vũ khí cho quốc gia khác là vi phạm đạo đức hay vô đạo đức. Đức Giáo Hoàng đã nói, có thể là vô đạo đức nếu có ý định kích động thêm chiến tranh hoặc là bán vũ khí hoặc bán phá giá vũ khí mà một quốc gia không cần nữa. Động cơ phần lớn là yếu tố đáp ứng tính đạo đức của hành động này. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng, người lần thứ hai trong chuyến công du quốc tế, đã ngồi trong suốt cuộc họp báo thay vì là đứng vì bệnh đau đầu gối kéo dài. Đã được hỏi liệu Ukraine có nên đàm phán với quốc gia đã xâm lược với mình hay không và liệu rằng là ukraine có nên vạch trần làn tranh đỏ tùy vào các hoạt động của nga để có thể từ chối đàm phán hay không? đức giáo hoàng đã nói việc đối thoại với các quốc gia đã gây ra chiến tranh luôn luôn khó khăn rất khó nhưng không nên bỏ qua đức giáo hoàng đã nói tôi sẽ không loại trừ đối thoại với bất kỳ thế lực nào đang có chiến tranh ngay cả khi đó là một cái xâm lược đôi khi bạn phải thực hiện đối thoại như thế này nó khó chịu nhưng phải được thực hiện đức giáo hoàng đã nhấn mạnh Đối thoại luôn là một bước tiến về phía trước với một bàn tay gian rộng, bởi vì nếu không, chúng ta sẽ đóng cánh cửa hợp lý duy nhất dẫn đến hòa bình. Đôi khi là kẻ gây hấn không chấp nhận đối thoại, thật là đáng tiếc. Nhưng luôn cần phải đối thoại hoặc là ít nhất là đề nghị và điều này có lợi cho những người đề nghị. Quý vị một thông tin tiếp theo, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế kêu gọi Nga rời bỏ nhà máy Zaporizhia. Cơ quan hàng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thông qua nghị quyết kêu gọi Nga ngừng mọi hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và các cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Các quan chức ngoại giao am hiểu tình hình cho biết rằng nghị quyết do Canada và Ba Lan thay mặt Ukraine đề xuất được hội đồng thống đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thông qua trong một phiên họp kín hôm nay với 26 phiếu thuận và hai phiếu chống cùng với bảy phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi Nga lập tức chấm dứt mọi động thái chống lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và các cơ sở hạt nhân khác của Ukraine, cũng như là ngừng mọi hoạt động tại những khu vực này và trao trả quyền kiểm soát cho giới chức Ukraine. Tài liệu cũng cảnh báo sự hiện diện của quân đội Nga ở đây là làm gia tăng đáng kể nguy cơ sẽ xảy ra sự cố hạt nhân. Hội đồng thống đốc gồm 35 thành viên là một trong hai cơ quan điều hành và xây dựng chính sách cao nhất của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Bên cạnh đại hội đồng họp mỗi năm một lần, đây là một nghị quyết thứ hai về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine được hội đồng thống đốc thông qua trong gần 7 tháng chiến sự. Nghị quyết trước đó có nội dung tương tự nhưng được phê chuẩn trước khi lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hồi tháng 3. Thưa quý vị, phái đoàn Nga tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho rằng điểm yếu lớn nhất của nghị quyết là không nhắc tới vụ pháo kích có hệ thống nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Lý do đơn giản là bởi những cuộc pháo kích được tiến hành bởi Ukraine vốn được các quốc gia phương Tây hỗ trợ và tra chở bằng mọi cách. Phái đoàn Nga ra thông báo cho hay. Lực lượng của Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia từ hồi tháng 3, nhưng cơ sở này thì vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Nhà máy này có 6 lò phản ứng, có khả năng cung cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình. Nhiều cuộc pháo kích gần đây cũng đã xảy ra quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân, làm dấy lên lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân tương tự thảm họa như là Chernobyl năm 1986. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây ra những vụ tấn công như thế này. Thưa quý vị, phát biểu của quan chức Ukraine được đưa ra trong một bối cảnh khi Kiev đang tiến hành chiến dịch phản công thần tốc trên toàn tuyến và đã giành lại được một phần lãnh thổ đáng kể ở Kharkov. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi cùng với 13 thanh sát viên hồi đầu tháng đã thăm nhà máy, ghi nhận thiệt hại và kêu gọi sử dụng biện pháp ngăn chặn thảm họa hạt nhân. Theo như cơ quan này, thì kể từ hồi tháng 4, một số sự việc xảy ra tại nhà máy Zaporizhia đã vi phạm nguyên tắc an toàn hạt nhân. Một thông tin tiếp theo, Mỹ xuống tay với 24 cá nhân, tổ chức Nga cô lập Moscow hơn nữa về mặt tài chính, Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 9, thì Bộ Tài chính của Mỹ đã thông báo Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức mà họ cho là tạo điều kiện cho cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Theo như một tuyên bố của Bộ nêu trên, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 22 cá nhân và hai thực thể mà họ cho là thúc đẩy các mục tiêu của Moscow ở Ukraine cả trước và sau cuộc xung đột. Tuyên bố cho biết thêm, các biện pháp trừng phạt mới có sự phối hợp của Bộ Thương mại, cơ quan đang áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Nga và Bộ Ngoại giao vốn đang nhằm vào các ngành công nghiệp, quốc phòng và công nghệ cao của Moscow. Bộ trưởng Tài chính của Mỹ Janet Yellen đã nhấn mạnh rằng Ukraine đang thúc đẩy những nỗ lực bảo vệ tự do của họ, còn chúng ta ngày hôm nay đang thực hiện các bước để làm suy thoái hơn nữa khả năng của Nga trong việc tái thiết quân đội và cô lập Tổng thống Nga Vladimir Putin hơn nữa về mặt tài chính. Cảnh sát Ukraine phát hiện một mộ tập thể hơn 440 thi thể tại Izium. Thưa quý vị, giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này phát hiện một tập thể với hơn 440 thi thể ở Izium sau khi tái kiểm soát thành phố. Sở Huy, Bivinov, tỉnh trưởng của Kakot, Đông Bắc Ukraine, cho hay ngày 15 tháng 9, một trong những điểm chôn cất lớn nhất trong thị trấn được giải phóng có 440 thi thể. Một số người thiệt mạng do pháo kích, trong khi một số chết trong những trận không kích. Tổng thống Zelensky cho rằng quân đội Nga phải chịu trách nhiệm về mộ tập thể tại Izum. Ông Zelensky cũng liên hệ sự kiện với cáo buộc thảm sát Buka, thị trấn ngoại ô Kiev, được Ukraine đưa ra sau khi lực lượng Nga kết thúc giai đoạn đầu tiên của chiến dịch và rút khỏi miền Bắc nước này. Thưa quý vị, Nga đang bình luận về thông tin của Điện Kremlin. Điện Kremlin hồi đầu tháng 4 cáo buộc rằng thảm sát Buka tuyên bố đây là những thông tin dàn dựng tương tự kịch bản ở Syria năm 2018. Trong đó, tình báo nước ngoài loan tin rằng về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học rồi đổ lỗi cho chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad. Nga rút khỏi Izium vào cuối tuần trước. Bộ Quốc phòng của Nga cho biết các lực lượng ở Kakut được tái bố trí đến khu vực khác nhằm củng cố phòng tuyến bảo vệ mặt trận Donetsk. Giới chức Ukraine tuyên bố đã giành lại lãnh thổ rộng hơn 6.000 km2 kể từ đầu tháng 9 và bày tỏ sự vui mừng về những tiến bộ đạt được, trong khi các quan chức phương Tây bày tỏ thận trọng trước thông tin nói trên. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ, John Kirby, ngày 13 tháng 9 thì đã nhận định rằng Nga gặp nhiều thách thức tại Ukraine, song quân đội nước này vẫn rất lớn và hùng hậu. Ông nói Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn rất nhiều nguồn năng lực quân sự chưa huy động không chỉ ở Ukraine mà có thể ở những nơi khác. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày 12 tháng 9 khẳng định chiến dịch sẽ tiếp diễn đến khi hoàn tất mục tiêu, bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình. Quân đội của Nga sau tuyên bố tập kích dồn dập lực lượng Ukraine trên mọi chiến tuyến, gây nhiều thương vong và thiệt hại cho đối phương. Ukraine mở một cuộc tấn công bất ngờ trong đêm vào thị trấn biên giới của Nga, Thưa quý vị, một thông tin nhận được khi thống đốc vùng Begorod của Nga, ông Vyacheslav Gakot, cho biết rằng cuộc pháo kích của Ukraine ngay sau nửa đêm khiến một dân thường thiệt mạng và gây mất điện ở thị trấn Veliky. Theo nhiều hãng tin RT, dẫn lời ông Vyacheslav Gakot cho biết rằng các quả đạn đã lọt qua hệ thống phòng không của Nga cũng đã phá hủy 3 chiếc xe và đốt cháy 8 nhà. Ông này cũng đã cho biết rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt nhưng vẫn có những thiệt hại trên mặt đất, trạm biến áp bị hỏng và việc cung cấp điện cho thị trấn bị gián đoạn. Quan chức này cho biết thêm, các thông tin sơ bộ cho thấy một dân thường thiệt mạng và khi các nhân viên y tế tới hiện trường, họ phát hiện có thêm hai người khác bị thương. Hiện thì các tòa nhà công cộng sẽ được chuyển sang nguồn điện thay thế, các quan chức địa phương và khu vực có mặt tại hiện trường để ứng phó với vụ tấn công. Beloske là một thị trấn có khoảng 35.000 dân, cách với Belgorod 150 km về phía đông và cách biên giới của Nga-Ukraine 15 km về phía bắc. Thị trấn này nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine sau khi mà quân đội Nga rút lui khỏi khu vực đông của khu vực Kharkiv vào tuần trước. Hai khu định cư khác ở vùng Belgorod cũng đã bị Ukraine pháo kích ngày 15 tháng 9, một đám cháy bùng phát tại một trạm xăng ở vùng biên giới NATO và 14 ngôi nhà ở ngôi làng Krasny Kutu. Gần đó thì cũng đã bị hư hại. Có thể nói đây là một vụ tấn công thứ hai của Ukraine trong tuần này đã gây thương vong cho dân thường. Hồi đầu tuần trước, thì các lực lượng của Ukraine đã nhắm vào thị trấn Logatetska, phía nam của Velusky, làm một người thiệt mạng và bốn người khác đã bị thương. Các nạn nhân là người địa phương và người di cư tới khu vực Ukraine, ông Galakot đã cho hay. Thưa quý vị, nguồn cung cấp điện và khí đốt của Logastica cũng đã bị gián đoạn khi vụ tấn công xảy ra và chính quyền khu vực đã ra lệnh cho những người dân trong thị trấn đi sơ tán. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi đến từ tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.